Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 9. Twisted ankle. Mình là crick có chữ twist twist nhưng chữ kê sắp mình là mùl. Crick ankle nó cứ có chữ. Bruce chỉ nói mình là snam chuồng. Và sân chữ kê sắp mình là chuồng. Bầm mình là bỏ và bộ. Headache, chữ cơ bản. Khi chẳng hạn bà biết là health headache. Symptom. Đã bị vi cứ chỉnh nào. Thermometer. Chỉnh nào. Diagnosis. Đã bị vi chỉnh nào. Prescription. Đã bị vi chỉnh nào. Pharmacy. Đã bị vi chỉnh nào. Diarrhea, cái trạng phổ biến health diarrhea. Diarrhea nó quy trình nào? Stomach ache, được health stomach ache. Và stomach ache thực tế quy trình mình ra cái trạng phổ biến là health stomach ache chứ phù. Và stomach ache bởi stomach ache phù. Ache nó chứ, stomach ache nó chứ phù. Hello everybody, okay now we start to learn unit 9. Willix help volunteer. Willix nó mình là phụm. Help nó cứ sọc hiệp. Volunteer là vị trí nào lại nó mình là nẹ sma chất. Nẹ sma chất sọc hiệp tam phụm. Ok, nó có nông mình đến tìm bằng bốn cứ cùng nó cứ talking about illness and getting advice. Chúng nó không biết đến những cái group bạn rip chọn thoát video để an phần dồi bỏ phải chạy recording ở phone sẽ đặt bị tầm phố đang này mình đến tìm phần 4 đau tầm phố càng chống này mình đến tìm phần 4 chẳng cứ ôn nghề dối nghề xuống nông ca sắc xa bằng thái tiết bệnh ôn tầm lọc một phí xa lại. Bọn ai mơ video là cứu về là các bạn. Tâm khăn thì bọn nên về và lìa tùm lễ cứ mơ làm lực làm vĩnh. Bọn to bị bọn riêng nào sẽ là. Thế sau mà chia sẻ bọn đấy chúng phụ ca một người riêng bọn là cứu cây mình cầm hộp hộp chú con nào muối. Thông ra, tại anh đồng ý nó mình ở đây mà. Và sân dương coi chăm chạp cầm hộp cứ mình ở đây. Bất chí miền. Mình là nào muối đại tha mình chạy hộp thế. Nên group ban tăng chất và lật video vì mê riêng với bộ xong rạp để bộ riêng sau ai dục mưu văn thèm tập những chất đó. Willix health volunteer. Hiếng is injured nếu mình là rô bụt tàu rô bụt. Look at the picture của lệnh mơ rụp hiệp. Hiếng has a bump on her head. Hiếng nó cứ mình là bộ. Mình là miền cả bộ mỗi nơi lời cơ bà bằng miền. Mình là miền bộ cơ bà. How do you think it happened? Ta đã cất thả vì cả lãng dạng mạch. Ta, ôn chạm sử dụng thêm tình ọc nghĩa. Listen and check. Tape script 3.9.1. Him, what's the matter? Oh, Mom, I've hurt my head. Oh, dear. Sit down here and tell me what happened. I was diving into the river and I hit my head on a rock. Now I have a huge bump on my head. Oh, my goodness. Let me see. Oh, yes. It looks bad. Did you injure any other parts of your body? Yes, I cut my arm and I twisted my ankle. I have a bruise on my thigh and I have a headache. Okay, I will take you to the clinic. I'll call them and make an appointment with the doctor. Thanks, Mom. End of tape script 3.9.1. Look at the pictures and match them to the injury or complaint in the boxes. Cô lấy mơ rụp hiếp
hay là thuốc có phụ viết tao nâng cà rô buộc rứa có complain là cà tồn tại nó có nóng bỏ ọp. Draw the picture in your notebook. Draw cú rụp hiệp nó có nóng notebook rồi bọt nghe. Injury mình là cà rô buộc cà rô buộc complain trên con mơ này twisted ankle. Ankle mình là có chương twist nó mình là rụng mùa có chương cắt ám cứ một đáy mình cắt đáy cứ một đáy a bruise nam chôn headache chỉ có bán a bump on the head mình là bỏ có bán mình bỏ nó lời có bán là bỏ bán feel sick chứ chứng bộ mơ được kiếm này a bump on the head mình là bỏ có bán it just be yeah. It just see it just D, just E, just A. Ta bốn ai dô biệt thằng ổn nâng dược mà ổn bình bàn thế. Vì thế hóa lịch B này ảnh cứ hai đi chạy chứ có bàn. Thế chứ ảnh đi. Nhưng ấy chân rút biệt thằng ổn nâng à so thằng ổn nâng ta bốn ai một bình luôn ai bàn thế. Fill in the gap, bổng bên dân lọc chi mùi nâng an injury or complaint from activity 3. I was playing football. I fell mô biệt thật fall. Khi ông bàn đuôi hay có rồng mùi có chương. Cầm phôn chương á. Chẳng người ta rồng mùi có phôn chương. Ankle có chương, cầm phôn chương á. Được twisted ankle. Rồng mùi có phôn chương. Có chương. The door was very small. Thuyền tôi bị hai khi nhầm. Okay. Đã bốc thuyền rồi còn mạch. I ate some bad food. Khi nhầm bàn nhầm. Mà hộp mà lọ là hai lâu nè mạch. I was making dinner. Khi nhầm cũng bông thua hai bên nghỉ hai mạch đầy khi nhầm. The music was very loud and now I have it. Okay. Đơn trái nó cứ bị lưu bệ hai lâu khá nhau mấy kìa. Chỉ có ba rồi vô một mạch. The ball hit me on the arm. Ba lâu cứ một bạc khá nhau trong đài hai lâu khá nhau mạch. Chân bồn ai vô việc. Bồn bởi nhau mà xong luôn á. Hiếng mà đã. Mà đài là bỏ hiếng. Cầm bông đi dây. Tờ can receptionist. Tờ tù phiếu. Nào à clinic mùi. Sắp hai nàng an. Tape script 3.9.2. Hello. Hello, Sovanya Clinic. How may I help you? My daughter has bumped her head. She has cut her arm and she has a bruise on her thigh. She also feels sick and she has a headache. Okay. I think it would be a good idea to come to the clinic and see the doctor. Is he there now? No, he isn't. He should be here in about an hour. He's gone to see a patient. He shouldn't be long. The clinic is very quiet today, so you shouldn't have to wait too long. He should be able to see your daughter straight away. Will she need to stay overnight? No, she shouldn't have to stay overnight. Okay, I'll come to the clinic straight away. It shouldn't take me long to get there. I should be there in 15 minutes. Okay, see you in 15 minutes. Bye. Thanks for your help. Bye. Okay, the group of friends now. Head away. Why is the doctor away from clinic? Hẹn ấy bàn chìa về chợ mà đất mình nào vì clinic nào. Ta còn đang tập lọc một chạp chạp thế. Be away mới là ạc nào. Mạng là gì? Hello. Receptionist này cứ nạ tù nhiều. Hello, Sopanya clinic. Mình là clinic Sopanya. How may I help you? Ta nạ trao ca ấy. Mạng là gì thả? My daughter, con srei bọc nhóm nó bỏ các bạn. Bằng, bỏ. Bọn nó một đầy, mình là thôi một đầy bỏ liếng hơi, liếng miền nam chọn nó lực lâu. Sai nó lâu. She also feels sick, mình là liếng nó cứ chư phòng đài. Hơi, liếng cứ chư các bạn.
ឥឡូវយើងមកមើលថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានជំងឺឬក៏មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានជំងឺ Is he there now? Ta quạt nó tìm được tìa lâu. Receptionist dạy thả. No, he isn't. Quạt mà nào thế. He should be here. Quạt và hai chìa nào tìm đi. Và hai chìa mình mau thiệt. He gone to see a patient. Quạt ban trên tàu bị cruột. Nên là thầy chụp nẹ chung ngư mà nẹ. He shouldn't be long. Nên là quạt và hai chìa mình dù thế. The clinic is very quiet today. Clinic is very ngập nha, ngay nè. Để chứ nè, mình cố rộng chẳng dù về đây. He sụt quát cua ta cho là quát và hai chía, sụt là những bọn hai. Quát và hai chía ai một chút con sợi vào nè, phim phim. Trade away nó cứ phim phim. Mam vậy thà. Will she need to stay overnight? Ta niên chẳng bạch nạn nào mà dục rứt. Overnight nó cứ mở dục. Receptionist dạy thật no. She shouldn't. Nên là nếu mình và hai chị mình nấu mở dục tê. Chẳng là mình sẽ nấu mở dục tê. Ok. Nhóm lần một clinic blim blim. Vì và hai chị mình thua ở nhóm chồng này về dù thế là mấy đó tí nữa. Nhóm và hai chị đó tí nữa. Không dễ phải đọc ra một tí. Receptionist dạy thật ok. See you in 15 minutes. Chúc nghĩa không dễ phê đập ràm tí kiếp. Bye bye. See, same for your help. Ở cũng xâm rạp cả chú ý bạn nè. Bye bye. Biết thật straight away nó mới là immediately. Luôn kìa. Read the story again. And you should student to answer the question. Đồng bày cho lại xong lúa. Write your answer in your notebook. The first one has been done for you. Mình đã ảo môi đồng bồn nó cứ rồi bàn kia thôi rồi hai xong rồi. When will the doctor get back to clinic? Tao bị chậm mình đã nâng tà lọc một bệnh. Một clinic với nhau về nào. Suốt là những viên bỏ thật bỏ hẹn. Tạm thòm đã suốt những mình này thà cua tải. Chẳng quạt bà hai chia tà lọc một get back được bì back chẳng á. Quạt bà hai chia tà lọc một clinic với những con dẫn tới 10 màu. Con dẫn tới 10 màu tiết nó cứ quạt bằng tà lọc một vậy. B. Will Hiên and her mother. Ta Hiên hai năng bà đai rồi bà niên nó trâu tài hệ thú. Trâu tài rong chăm dù rứ a long time. No. Đây ấy. Chẳng bồn ảnh mượt bọt càng lớn nó bồn làm bình. Ta bị sút rưu có sút đần. Bị sút rưu có sút đần. Mình là sút nâng bà hai. Sút đần bà hai chìa mần nâng á. Tam thòm đá sút nhưng bọn là cua tài. Sút đần mần cua tài. Bạn ta nây cả lại nếu cứ vì mình chạy bì probability. Nhưng bọn là bà hai rưu có bà hai chìa mần. Will the doctor be able to check hiện immediately? Ta lô của chạm đất. Nâng ai pinet mơ hiên plem plem rứ. Yeah, he is. Be able to check hiên immediately. Will hiên have to stay overnight? Ta hiên trâu tài nâu mô dục rứ. Tê quạt mạnh. Have to stay overnight. Will it take hiên mother a long time to drive to clinic? Ta viên nâng thơ ai mà đai vào hiên chúng lại về dù rứ đầm bay đất tàu clinic. Dry là những cái đất á. Thông đá dry nhưng bỏ bạc bỏ. Tê bì ấy kì. Take her a long time. Role play cái này dương. Đời xa lục rù thọt chỉ video mình ai cho bốn role play bàn tê. Bạn tên lục rù bỏ bài bốn sạp. Use the story in activity file. Ra rương nó có activity prám đầm bày hát ca son tử nế chì muối đại cụ bà nẹ. One student should be hiêng mother. Sơ mà nẹ cư chìa mà đài rồi bỏ hiêng. Hai sơ mà nẹ tiết cư chìa nẹ thủ tù hiêng rồi bỏ với chạm mà thật. Reception đi rồi bỏ chạm thật. Hello.
My daughter has bump on her head. Sức đây con sợi bọc nhóm bọ của bà. Nhiêng thuê một tay bọn nhé. Hello, ok. I xin chúng cất tha vì nâng cùng đặt lõ nằm bây mặt cắt khi này. Chẳng kể ở dân role play, biết thao role play nó như là bài đà tú. Bạn ta là cụ thọt vì tao ôi chẳng mình ai bán. At the clinic, now at clinic. Look at the picture, cái lệ mơ được phiếp. Look at Woody, cái lệ mơ Woody. What sickness does Woody have? Ta Woody mên chùm ngư ở vậy. Sickness nó cứ chùm ngư, được dạ lệ chẳng á. Ta Woody nó mên chùm ngư ấy. Listen and check your answer. Tập phôn sạp thẹp đừng ọc nế. Ta Woody nó mên chùm ngư ấy. Tape script 3.9.3. Hello, young man. Could you tell me your symptom, please? Sorry, doctor. I don't understand. Could you tell me what is wrong with you, please? Your symptoms? Oh, I have a headache. Is it severe? Is it very bad? Yes. And I have a pain behind my eyes. I also have bad pains in my muscles and in my elbows and knees. They hurt a lot and I feel sick all the time. Okay, I'll take your temperature. Could you sit here please? Nurse, could you pass me the thermometer please? Open your mouth. Good. Could you keep the thermometer in your mouth for 2 minutes please, young man? You have a temperature of 39 degrees. This is very bad. Could you take your shirt off, please? Yes. You have a rash on your back, a big red spot. Oh, is it very bad? No, it is not severe. Not too bad. Now, could you put your shirt back on, please? Oh, could you tell me your diagnosis, please, doctor? I have looked at your symptoms. My diagnosis is you have dengue fever. Dengue fever? Yes, I will do a blood test. Your test results should be ready tomorrow. I will give you some medicine now to help you. Then you should go home and rest. Could you come back tomorrow and see the health volunteer? She should be here at 10 a.m. tomorrow morning. Okay, doctor. Could you write the name of the medicine on the prescription for me, please? Yes, take it to the pharmacy. The pharmacist should be able to give you the medicine immediately. You should feel better tomorrow. Could you tell me where the pharmacy is, please? Speak to the nurse. She will help you. Thank you, doctor. End of tape script. Nó có nông recording này cứ miền lý sổ bia thermometer, prescription, symptom, pharmacy, diagnosis. Chẳng hợp ôn ai bật dần đọc bật bán của nó sẽ đọc xa lăng quýnh. Match the word in box A with their meaning in box B. Write the word and meaning in your notebook. Chẳng cụ con biết nó có nông bật A chỉ môi ạ tần này rồi bỏ phụ vía nó có nông bật B. Số xe biết hai nâng ạ tần này nó có nông notebook rồi bỏ nè. Chẳng ôn mơ nè. Sơ vía. Mình sơ ấy cụ ăn cho lòng. Sơ vía. Mình là thông thông ngó. Very bad. Rồi có dangerous. Cô thân ạ. Mình là cọp ná. Rồi có mình cô thân ạ. Thermometer. Prescription. Symptom. Pharmacy. Pharmacist. Diagnosis. Chẳng kia ra xăm xin ở vầy vầy đài trao bàn kê prá xâm rạp vô. Xây tôn ạ kiểu. Chẳng nghe cái thermometer. Away vậy đã trở bàn kê sử xê rưu gặp đá là ai tàu pharmacy xua xùm rạp ngàn bẹp. Chẳng ảnh là cái kì prescription, kì ra với chạm bên chìa. The place, tì cần lại đá pharmacy thuê cả. Chẳng cứ pharmacy này. Away đã doctor chưa tha viên miên bánh hà chỉ mùi nẹ. Chẳng kì ra rộp viên chạy, diagnosis. Miền bà nhà hàng khóc chỉ mùi nặng nẹ đã bị chạm đất đã bị chạm đất
cho người ta dương phạm bị chạm bệnh đấy nhá. Nào symptom độ sinh nhà dương chữ ấy nhá. Nên là mình đã trained to give you medicine, người ta đã riêng trend là vượt hạt riêng tầm bấy đó là nè lâu làm bẹp chân cái hậu thải cái pharmacist rồi có bị ấy bọn ai mơ mất chân còn nó mới lấy tha bị ế đó chỉ chân là lấy bị lệnh mũi đó lấy bằng bị so vì nó mới là thông thông ngộ theo một mẹ thơ theo một mẹ prescription về chạm bình chìa symptom rộng sở nhà pharmacy cái lại lụt nằm bệnh pharmacist là nâng nẹ lụt nằm bệnh diagnosis là rộng viên định chạy. Listen again and put the picture in the correct order. Tell your friend and what is happening in each picture. Then write the answer in your notebook. Chân bộ này đọc xa lần với những lúc luôn ấy. Hãy lúc thiệp mùi ná đài bia tam lòng đọc lòng đói nâng cho người ta lịch mùi nếu mình là nâu rụp hiệp bì thấy chưa lịch bí nâu rụp hiệp nà chẳng á lịch bí rụp hiệp nè kìa khi nhóm chơi của bà khăn á ngồm ngó thì bà khăn chẳng bọn ai đọc xa lòng với người bọn ai đọc bà read the rule listen and complete sentences. We often use could for polite requests. Dương chỉ nhọc ra bị could xâm rạp xung nông bố của xong. Sit here please. You know, we polite. Có vấn đề bởi xân dương ra bị could you. Could you sit here please? Anh ấy kia là more polite. Trên could ý, mình hãy ta xâm rạp bình chạy vì polite request. Dương ọt bình chạy vì ability day. Could you tell me your mình là khuất dư nó là xôn nẹ mệt ta rồi gọi ta nẹ à chứ nha nurse bad could you pass me pass nó là hoạch xôn nẹ mệt ta hoạch ở khi nhầm could you tell me xôn nẹ mệt ta prap khi nhầm could you write xôn nẹ sổ xê chung mục thân nằm mệt nhầm could you tell me where ai nhầm mà chân bồn ai sẽ đọc thêm ní recording ní đọc listen check and repeat. Tape script 3.9.3. Hello, young man. Could you tell me your symptom, please? Sorry, doctor. I don't understand. Could you tell me what is wrong with you, please? Your symptoms? Oh, I have a headache. Is it severe? Is it very bad? Yes, and I have a pain behind my eyes. I also have bad pains in my muscles and in my elbows and knees. They hurt a lot and I feel sick all the time. Okay, I'll take your temperature. Could you sit here please? Nurse, could you pass me the thermometer please? Open your mouth. Good. Could you keep the thermometer in your mouth for 2 minutes please, young man? You have a temperature of 39 degrees. This is very bad. Could you take your shirt off, please? Yes. You have a rash on your back, a big red spot. Oh, is it very bad? No, it is not severe. Not too bad. Now, could you put your shirt back on, please? Oh, could you tell me your diagnosis, please, doctor? I have looked at your symptoms. My diagnosis is you have dengue fever. Dengue fever? Yes, I will do a blood test. Your test results should be ready tomorrow. I will give you some medicine now to help you. Then you should go home and rest. Could you come back tomorrow and see the health volunteer? She should be here at 10 a.m. tomorrow morning. Okay, doctor. Could you write the name of the medicine on the prescription for me, please? Yes, take it to the pharmacy. The pharmacist should be able to give you the medicine immediately. You should feel better tomorrow. Could you tell me where the pharmacy is, please? Speak to the nurse. She will help you. Thank you, doctor. Mấy ní cứ bôn ai sẽ đọc thẹp nắng đồng mấy đã viết tam đồng đọc. Phần tế là ní bôn ai màu mơ sẽ đọc đi xa lập mà đọc. Một sẽ đọc thẹp 3.9.3
0.9.4 vậy. Chân lực rù chạy thêm bài phôn sẽ đạp đến cư đồng bấy tiền càng lý mớ đạp tam lục đạp ạ sọ. Hay nâng ní cư thêm ní, ở lâu phôn sẽ đạp thêm ní. Ta, tự lấy ní dân trông bình ấy, ta. 3.9.4 Listen, check, and repeat. A. Could you tell me your symptoms, please? Symptom, nurse, could you pass me the thermometer, please? This is thermometer. C. Could you tell me your diagnosis, please, doctor? This is diagnosis. Diagnosis is diagnosis. Diagnosis. D. Could you write the name of the medicine on the prescription for me, please? And this prescription is to be checked in here. You can say it's about that thing. Prescription. Could you tell me where the pharmacy is, please? A pharmacy is to be checked in here. So, you can see the pharmacy is where the pharmacy is. Where the pharmacy is. Chứng bật sân phôn, sạp bật bán phôn ai sạp xa lần với nhé. Use could to make these sentences more polite. Write the sentences in your notebook. I want to see the doctor, please. Could I see the doctor, please? Take your shirt off. Mình là đọc áo bên hạ trình. Mình là táo phôn thầu sơ xê giọng mạch. Could you take your shirt off, please? Put your shirt back on, please. Sit here, please. Keep the thermometer in your mouth for 2 minutes, please. Mình đã đặt thermometer nó còn mòn bỏ nẹt để về pin đi. Come back tomorrow. Chẳng phụ ai bấm bệnh viện để prapiet tha. Bằng cả bởi dụng, ôi vì mùa phô lại nữa dùng bà khút. Cô ta khút, you sit here please? Ê chẳng mà. Could you come back tomorrow please? Ê chẳng mà, chẳng bộ này sẽ xế luôn ai lắm. Japanese NGO health worker. Mình là nẹ thuê ca sốc cập hiếp, ông ca cà rô thập lý bá, chụp bọn. NGO nó cứ ông ca rô thập, cà rô thập lý bá. Non-government organization. Look at the pictures. What is wrong with hiếng and bột tay? Ta miên bà nhà ấy chỉ mùi hiếng hay nâng bột tay. Chẳng dễ là ta cát ấy chỉ mùi hiếng hay nâng bột tay. Read two story and will be who has to go to hospital? Ta nâng nạ khá, trâu tài tấu, môn tì bè. Chẳng là bộ ôn trăm sạp mới là cụ bảo bài bộ ôn sạp. Ê mình là hiền. Ê vì ní mình là health volunteer. Mình là nạ sạp chất sốc cực hiệp. Hello, Susday. Susday, could you tell me? Sôm nạ mê ta bạp nhóm chung hồn bà nạ bàn tế. Yes, it hiền. Và chả hay dân mất vì khi chị hiền. Ok, hiền. What are your symptoms? Ta rốt sở nhà rồi bỏ nẹ cứ ấy cho người ta nên là cái nào rốt sở nhà nhưng mà chứ I bump my head khiêm bỏ các bạn nó về để khiêm lột rồi được không tình lệ hay khiêm rồi mua cầm phôn chương mà khiêm cầm phôn chương này ảnh khó lắm các bạn là bỏ khiêm nó cứ vì lọ trả này có bằng tác khiêm nó tại chữ dạng ngôn ngộ nó có nông cầm phun chơi mặc nhau. Xong là người ta thay cả lọc mình làm mơ là mơ vì ở khiêm bản thế. Chẳng là bình mơ vì ở khiêm bản thế. Ok, khiêm cất tha cầm phun chơi mà đã bài chuyện bạc. Đi chứ nè, trâu tài thọt x-ray nè cầm ra xong ấy, ấy chứ thọt à những thọt thọt mơ cho ăn mơ là việc bạc ở chứ nè. Thì là thọt cầm ra xong ấy ray cầm máy x-ray thọ scan mới
Could you ask some net meta some rai bọn net yok net tông mùi tìm bẹt bàn tê? Net prahai chim mân trâu rong cham yu tê. Vì chậm mân lân nâng prahai chia chuông net blim blim. Bất sân kum phun chương bọn net bạc. They will put book kê nâng đặt plaster cast xâm rạp net. Plaster cast nâng áp đáp dương rung lộn bùa dương. Nâng trâu ta xâm ra dựa về muối rưu gặp bì sạp đà. Nẹ bà hai dìa mình sốc phê bọc nông dựa về bà chì bàm sạp đà. Ta nẹ could you give xôm nẹ mẹ ta ở khi nhóm lâu nốt ní ta vui chạm một lần nông mình tìm bẹt bàn thế. Yes or call ở con chữ răng. Bye bye, hello, hello. Xôm nẹ bà phim mua nẹ bàn thế. Yes, it was tight. Ok, xôm nẹ prap khi nhóm nâu rốt sở nhà rồi bọn nẹ bàn tế. Yes, khi nhóm nâu tại cột vô mịt nâng cứ cột kê sạp phải gọi khíp bộ ai mà chỉ mình là nâu tái. Khíp nâng bọn là nâu tái. Nâu tại cột hay mẹ rõm thờ vô mục phí lì xì vô mục. My stomach mình là bố hồ bọc nhóm nâng chữ hai khi nhóm nâng ngư rì ạch. Heo đài rìa nâng ngư rì ạch. Hãy chung miên xây tổn áp hiệp của heo high temperature. Could you tell me xôm nẹ mê ta prap nhóm mơ ta nẹ bàn nhằm ấy cả bà dụng mơ. Khi mà nhằm sạch mòn nào ai phô nhìn đi thăm nó chẳng là lọc khó là không là mòn muối. Mẹ có nông sổ nó. Vì miên rùi chết chùm lại bàn tách. Có bàn tách nhóm cất tha vì ok. Nhóm cất tha khi nhóm bàn bộ là hà. Bà sân bà khi nhóm rì ạch. Vì chóng bỏ thờ rì ạch mỏ. Ở nẹ trâu tài nhằm tật ở bàn chứa rán vì phương nẹ nâng ọc chết tật, sọc chết tật, dehydrate, sọc chết tật. Nẹ nâng deficient in vitamin. Deficient mình nè tha mình cực cron, biết nâng cứ mình cực cron. Bớt mình nè tha vì ọt cực cron, deficient nạ vì chỉ còn niệm, nè ra nẹ nâng ọt miên vitamin cực cron. Vì thế, xa nhằm, mẹ chỉ dùng nhằm mà phải chơi bán chứ rắn. Mẹ nhằm phải chơi khá. Cùng nhằm mà spicy food, mô bà hà để hâu. Hãy nâng xâm rạ hồi đó ngay dài thật. Nẹ bà hà chỉ nên sốc phía bà ổn bên ngay. Nẹ bà hà chỉ mình chăm bánh tà lọc mô kinh định bánh tê. Có bánh tay bờ sân nẹ. Chẳng hề tha nẹ nào ta rỉa. Nẹ ai vừa cả nọt chụp chỉ môi nâng research dân đi nhạc tự tục nhiều môn dân. Ok, bye bye. Chẳng biết thật đi fix dân là mình là not having enough. Mình là ọt cực cực quay quay đây nhạc tất cả. Nhạc bị vị trí con này mình là diamond cực cực. À, nhạc bị vị. Biết thật plaster cast. Plaster cast mình này thà. Mình này thà dân đã rung rộng bố định ọp rụng buộc chẳng á, vì dân bạc chân bạc ấy nắng vì dân bạc đạp kê rung chân dân mọi việc xóa cũng mọi việc việc bị ấy kịch ấy nắng chân bạc sân bồn sẽ đạp bạc bán bồn ai mơ xa lần mến nợ của rụng bọc bạc bồn sẽ đạp á Might the system cụ con rô xe nhá tơ nâng rụng phiếp cụ rụng phiếp hai nâng sơ xê bị nông lột bụng hoa nè. Feeling dizzy, mình làm mẹ rộng thông vô mục stomach ache của bà, diarrhea rì ạch, vomiting cả rì rùm. So we pan mình chư chạp khăn nó của phôn chứ, xây toàn là phía khu. Phôn mơ cái này nế, symptom rộp xa nhà, diagnosis rộp bình nế chạy. Khi mình ai chúc cầm đá, sneeze, hai nâng hiê xâm bào. Mình là phlom cho mọc hình hiê xâm bào. Khi nhóm nơi tới chư hai nâng rì ạch. Vì chư nó bê được khi nhóm đà. Khi nhóm chư chạp khăn nó mọt. Chư chạp nguồn ngó, sơ viết nguồn ngó. Khi nhóm chư có ba khăn. Hai chư nó có nông sạch đồng. Lý rộ bình nhạc chạy. You have a call nẹ bà sai. Nẹ bô là hà. Nẹ có phôn chương kịch. Nẹ chư thú mình. Nẹ dance fever. Chẳng fever nó cứ crôn. Crôn chẳng không bị riêng nhớ cứ chọc bằng nó.
xong mình chia sẻ phần này chung phố rõ là cả một khó sống cả bỏ phải ra u chạy thép hoặc bàn lõi phố xa lạp ấy mà bê đến nếu cứ lục rù bàn phần lật video cứ đồng bây chung nuôi xa mặt đấy phố liên sau ấy nó xa la phố này mơ video cứ xa lần với nhé đồng bây phong rừng và chạy vô chạy bạc mê riêng càng ngạc lạng chuyên môn. Và xung quanh quân bộ phong xa chỉ thông máy đây trong này về xàm xong đi tì chiến mơ vì tổ lực cứu vì đang rồi đặt trọng. Chụp nhé mê riêng tìm đọc bằng tỏ tiền. Goodbye.